Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều qua ngày 3 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến tỉnh Xê Công. Tại đây, đoàn đã đến thăm, làm việc với Trường Chính trị Hành chính tỉnh, cùng đi có Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khong, Letchay Siwiley. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Vinh đánh giá cao công tác đào tạo cán bộ của trường trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy nhà trường đã phát huy được hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị mà thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cam kết thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để trường chính trị hành chính tỉnh C0 phát triển đúng tầm với vị trí, vai trò trong hệ thống trường chính trị của đảng nhân dân cách mạng Lào. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, năm 2011, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng trường. Từ đó đến nay đã thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh. Do đó, thời gian đến mong muốn trường chính trị hành chính tỉnh xây công hợp tác tốt với trường chính trị thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt chức năng đào tạo cán bộ. Tại buổi thăm, lãnh đạo thành phố đã trao tặng nhà trường 5 máy tính sách tay.